Chào mừng quý vị đến với bản tin cập nhật hàng ngày của Báo Hôm nay. Sáng ngày 31 tháng 8, hàng ngàn người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về khu vực cửa ngõ miền Tây để về quê chơi lễ mùng 2 tháng 9. Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh hướng về các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang, Long An, Cà Mau, Bến Tre, Cần Thơ đang rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Phương tiện xếp ken kín mặt đường, việc đi lại của người dân gặp khá nhiều khó khăn. Đến 13 giờ cùng ngày, lượng phương tiện đổ dồn về cửa ngõ miền Tây càng tăng lên. Dòng phương tiện ùn ứ nặng, ở làn dành cho ô tô, xe ô tô phải nhích từng chút một trong khoảng 1 km. Đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, lượng phương tiện đông, giao thông ùn ứ nhẹ. Tuy nhiên, hướng ngược lại về nút giao An Phú, lưu lượng xe đổ dồn về rất đông, ùn ứ kéo dài hơn 2 km. Dòng xe ô tô, xe tải xếp hàng dài trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, sau đó đổ vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Tại bến xe miền Tây, đông đảo người dân xếp hàng chờ mua vé. Tuy đông đúc, nhưng người dân vẫn mua được vé thuận lợi, không xảy ra tình trạng hết vé, phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ. Trưa ngày 30 tháng 8, nhóm sinh viên gồm 4 nam 1 nữ ở thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Lâm Đồng chơi. Họ đi xe máy từ thành phố Đà Lạt tới huyện Lạc Dương để leo núi Lang Biang. Khi tới chân núi, họ dựng xe ven đường rồi cùng nhau lên đỉnh theo đường mòn. Tuy nhiên, khi men theo đường mòn để lên đỉnh núi, cả nhóm bị mất phương hướng rồi kẹt lại. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, trời đổ mưa, mọi người vẫn chưa tìm được đường xuống núi trong tình trạng đói, lạnh. Liền gọi vào tổng đài cơ quan cứu hộ cứu nạn nhờ giúp đỡ. Nhận tin báo, Công an huyện Lạc Dương, đội cứu nạn cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương và nhiều lực lượng khác cùng nhân viên bảo vệ của khu du lịch Lang Biang chia ra nhiều mũi, tiến sâu vào rừng già tìm kiếm. Gần 3 giờ sau, đội cứu hộ tìm thấy nhóm sinh viên ở khu vực núi đá Gồ Ghề thuộc cánh rừng già trong vườn quốc gia Bi Đốp, núi Bà, cách nơi để xe máy hơn 5 km. Một người trong nhóm bị đuối sức được cõng ra khỏi rừng. Họ được hỗ trợ thức ăn, đưa về thành phố Đà Lạt. Trước đó, hồi cuối tháng 7, 3 du khách ở thành phố Hồ Chí Minh leo núi Lang Biang bằng đường mòn cũng bị lạc hơn 4 giờ trong rừng vườn quốc gia Bi Đốp, núi Bà. Dưới trời mưa lạnh nên đã gọi điện thoại đến tổng đài 114 nhờ được hỗ trợ. Lực lượng cứu hộ sau đó tìm thấy nhóm du khách ở cánh rừng già, cách cổng khu du lịch Lang Biang khoảng 10 km. Sau một năm thi công thần tốc, nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã thay đổi diện mạo mới. Ghi nhận của phóng viên báo điện tử VTC News, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột, dầm sàn lầu 1, lầu 2, lầu 3 và đang triển khai thi công bê tông cốt thép dầm sàn lầu 4. Ngày 22 tháng 8 vừa qua, các nhà thầu đã lắp đặt kết cấu thép phần cánh 2 và cánh 3. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc phụ trách ban điều hành Tổng công ty Xây dựng Hà Nội cho biết, gói thầu quan trọng nhất là thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách đã thi công xong phần thô vượt tiến độ 20 ngày. Trong giai đoạn tới là giai đoạn cả liên danh rồi từ chủ đầu tư, tư vấn giám sát cũng đang chuẩn bị cho công tác hoàn thiện, lắp dựng kết cấu thép và các vật tư nhập ngoại. Thì đến thời điểm hiện tại thì như phía sau lưng tôi là cái lắp đèo thép của mái nhà ga, thì theo tiến độ là từ giờ đến cuối năm 2024 là sẽ lắp xong, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng lắp vượt tiến độ khoảng 20-30 ngày làm sao để đảm bảo cái tiến độ nhà ga nhanh nhất có thể. Thì ngoài ra thì những cái vật tư nhập ngoại ví dụ như là kính rồi mái tôn thì chúng tôi đã ký hợp đồng xong và đang nhập về để phục vụ tiến độ sắp tới sau khi lắp xong kết cấu thép mái và tiến hành xây trong nhà để đảm bảo tiến độ phối hợp với MIP. Hiện tại thì với sự giúp đỡ của chủ đầu tư, tư vấn giám sát và sự nỗ lực của các nhà thầu thì cũng nghiệm thu ngày đêm mà cũng về tiến độ thì vướng đâu thì chủ đầu tư tháo gỡ đó, không vướng mắc gì về tiến độ thi công đến thời điểm hiện tại. Với thời tiết lúc nắng lúc mưa thì các nhà thầu liên danh đây như các bạn cũng biết là các cái nhà thầu lớn và có uy tín ở Việt Nam. Thế thì tôi tranh thủ nắng mưa ngày đêm làm 3K. Ngoài ra thì chúng tôi cũng
di chuyển công nhân bằng xe buýt, đi lại bằng xe buýt để đảm bảo sao cho đời sống cán bộ nhân viên được đảm bảo. Rạng sáng ngày 31 tháng 8 giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB xác nhận đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền tham dự FIVB World Championship 2025, giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam là một trong 4 đại diện của bóng chuyền châu Á góp mặt tại giải lần này, bên cạnh chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản. Bóng chuyền Việt Nam hưởng lợi từ quyết định trao quyền đăng cai giải đấu cho Thái Lan từ phía FIVB. Cụ thể, theo điều lệ, giải đấu có sự tham dự của 32 đội, đội đương kim vô địch Serbia và nước chủ nhà chắc chắn có suất tham dự. Các đội nằm trong top 3 ở giải vô địch châu lục sẽ sở hữu những tấm vé tiếp theo. Tại giải vô địch châu Á 2023, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ đứng hạng 4, còn Thái Lan đứng nhất. Tuy nhiên, do Thái Lan được chọn làm chủ nhà của giải vô địch thế giới, họ sẽ mặc định được tham dự giải. 3 tấm vé còn lại, theo đó sẽ lần lượt thuộc về Trung Quốc hạng 2, Nhật Bản hạng 3 và Việt Nam hạng 4. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam có vé dự giải vô địch thế giới môn bóng chuyền. Sau FIVB World Club Championship 2023, bóng chuyền Việt Nam tiếp tục được tham dự một giải đấu cấp độ thế giới. Tuy nhiên, quy mô của FIVB World Championship 2025 lớn hơn World Club Championship, FIVB World Championship và Olympic được coi là hai giải đấu danh giá bậc nhất của làng bóng chuyền thế giới. Tối qua 30 tháng 8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Expressway Hàn Quốc để góp mặt tại chung kết VTV Cup 2024. Đối thủ cuối cùng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là Korabelka, Nga. Reuters đưa tin vào khoảng 12 giờ 30 giờ địa phương, 18 giờ 30 ngày 30 tháng 8 giờ Việt Nam. Một chiếc trực thăng chữa cháy của Bồ Đào Nha trên đường trở về sau nhiệm vụ chữa cháy đã rơi xuống sông Doru ở miền Bắc Bồ Đào Nha. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 1 người mất tích. Theo các quan chức địa phương, một phi công trên chiếc trực thăng gặp nạn may mắn được tàu du lịch cứu sống và chỉ bị thương nhẹ. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng, mất tích đều là thành viên đơn vị bảo vệ và cứu hộ khẩn cấp UEPS thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Bồ Đào Nha. Lực lượng chức năng đã xác định được thi thể của 4 nạn nhân và tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Cơ quan hàng không Liên bang Nga cho hay, một trực thăng Mi-8T mất tích sau khi cất cánh từ một căn cứ gần núi lửa Vaskazets ở đảo Kamchatka thuộc vùng viễn đông của Nga vào sáng ngày 31 tháng 8 theo giờ địa phương. Trên trực thăng có 3 thành viên phi hành đoàn và 19 hành khách. Phi hành đoàn Mi-8T mất liên lạc với trạm không lưu vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng theo giờ Moscow. Còn theo cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương, chiếc trực thăng Mi-8T mất tích thuộc hãng hàng không Vitaro đang thực hiện hành trình từ núi lửa Vaskazets đến làng Likolaika. Hiện chính quyền địa phương đã triển khai trực thăng cứu hộ đến khu vực chiếc trực thăng Mi-8T mất tích. Nếu thấy hay và bổ ích, quý vị hãy để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.